dành cái lúc của người ta không cần mình mặc cái mang nó dưới này. Thấy anh khổ không? Ba ngày hôm nay phơi nắng rồi đâu? Địt mẹ anh, mà anh bảo địt cái mẹ giống mày. Trẻ em mà cứ chui trong mát rồi bắt thằng già ra nắng. Nó nói mà già gần chết rồi thì đâu nó phơi nắng thì chết đi để anh coi chị. Mẹ ba ngày hôm nay toàn là phơi nắng thế này. Không phơi thì nứt nhăn hết rồi sao? Thế nên mẹ từ từ đã, đừng quét để phơi nắng của rửa nắng ra. Thế này 3 ngày hôm nay thì giờ em có thể để khoảng tầm 1 tuần em phơi nắng 1 tuần này mày nó. Đây gần tuần rồi đấy. Đấy nước nhau mày hết rồi. Cứ khiếp buồn gì. 3 ngày hôm nay toàn phơi nắng làm phơi nắng này. Cái này ấy, bao nó 3 buổi, buổi trưa bắt đầu buổi chiều anh trà xong anh tẩy buổi sáng cái nó luôn đúng không? Chứ còn ông mặt trà buổi sáng không để bắt đầu tính mai ông tẩy rồi nước hết. Phơi nắng thế này tạt nước.
Thank you.
nó đang ở đây.